ăn chay mà súng ác tặng đeo. Đầu rất bẩn em. Thầy chỉ gọi là chiều con sang xào mối đi. Con có tội gì đâu phải xào mối. Chào cả nhà. Hôm nay mới test thử lại kem chống nắng cho mẹ, nó như kiểu bắt cụ nắng luôn. Test thử kem chống nắng mới xem thế nào, thôi bỏ qua mắt. Test suốt ngày suốt đêm rồi đấy. Tôi phải ăn. Không ăn chết. Mà trưa nay nhân làm tô cơm, tô loa ấy mà tô nhỏ đâu, dạ. Cái bát loa ấy. Đấy là hôm qua tao nhậu 3 rưỡi sáng về nhà. 3 giờ về nhà xong tao đi tìm sạc điện thoại, tao thấy mày. Mày hết pin mày, đéo được sạc điện thoại đâu. Chết đi sống lại, đéo có pin là chết. Tìm đúng một tiếng hồ, đéo tiếng hồ hóa con quỷ em để mẹ dưới gối nó nằm lên. Đéo ra lúc mà nào nó chửi. Are you like là cái gì? Like nine 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 n i c e là gì? Hôm nay chủ nhân thế nào? I'm perfect. Một người chuyên nghiệp đấy. Con rể chị đang trên lầu, đang sắp xuống. Trình ơi, đêm qua mày về đến nhà là mấy giờ? Mày nghiêng mình ráo nước mà để tao chờ, tao ngồi toilet tao ngồi chờ mày hoài. Không đi mày đâu. Ăn nhanh còn đi về đưa con Kiến đi chơi đây. Không ai chủ nhà thứ bảy. Thề luôn. Cái tháng này là cái tháng buôn bán nó chán ghê vậy đó. Đồng hồ được tặng không biết tí giá tiền, đừng bao giờ hỏi tiền. Ok. Ôi đậu xanh ra má. Sao nó lại? Ok, sao hai thằng điên này? Hai thằng điên này. Sao nó lại? Này nấu ăn hôm nay hai thằng lú này. Hai thằng lú này. Nhưng mà hôm nay mày có đặt rau cho các cụ không mà sao hai vợ chồng con bánh bèo kia nó lại đi nấu ăn? Tao thấy đang livestream. Vô đi. Tao nghĩ là gâu chim lại lắm. Alo. Hai con đi gâu chim lại đúng không? Alo. Hai đứa chúng mày gâu chim lại đúng không? Đâu có đâu, tiếng biết mà. Là sao? Chúng mày đi mua rau củ, tao đã bảo là ngày mai mà. Không. Đi nấu đồ thôi, và ngày mai thì cứ số mập chấn ở đây cũng bình thường, và mang nấu cũng ăn bình thường. À mày, chúng mày nấu cái gì đấy? Nấu tiêu. Có nghĩa là hôm nay tự dưng chúng mày phát tâm này à? Chúng mày lấy ra tiền nấu đây. Ủa chứ bình thường cũng nấu vậy, mấy lúc trước cũng nấu vậy. Thì vấn đề là hôm nay là ai tài trợ tiền, có ai rơi tiền không? Không. Không ai sao thì cũng có tiền nấu mà, có mấy trăm ngàn mà. Không, vấn đề là chúng mày dạo này tự dưng thấy chúng mày livestream nấu ăn tao hết cả hồn. Bình thường thôi, tuần nào sẽ nấu. Thì tuần nào, biết rồi, 12 giờ trưa mai nhá. Rồi, tao tưởng tao chưa mai mày đi bán dâm à? Mà sao lại đi bán dâm ở đâu đấy, để tao chỉ công an đến bắt. Này, bánh bèo bán dâm nhá, là bị bắt có khi còn đỏ qua. Nhưng mà bóng mà bán dâm mà bị bắt là chết mẹ đấy. Mai nhá. À tao bảo này. Ngày mai nhá. Mày đưa đây nó xuống ở biểu đoàn cho các cụ, còn tao vẫn đặt đồ nhá.
Không, mai thì mấy cô nói ngày mai ở đây còn có đoàn bác sĩ nào đến khám bệnh nè. Mày hỏi cô Kính xem là mai để khám bệnh mấy giờ? Cô đã về đâu, mai giờ nó mới về. Bởi vì là tránh đoàn bác sĩ khám bệnh ra nó đông quá. Đi là cái gì đây là cần chơi nhá, ra đi chính đi. Cái gì? Để lát nữa hỏi cô Kính xem chừng nào mấy giờ, hôm nay thì hỏi xem liên nhân tư. Bảo cô là mai mới chở đồ xuống vì ngày mai mới đủ hết. Ok. Hóa ra chúng nó hôm qua bảo chúng nó là chắc là dạo này có tí xoặc sâu nữa. Hai đứa đấy yêu nhau là do tôi làm mai đâu má. Có nghĩa tôi cần cái người chở đồ trước cụ. Tôi có biết gọi ai, tôi gọi một con quỷ. Đó, một con quỷ này, hai con quỷ phải hai xe mới chở được. Bởi vì không phải lúc nào tôi ở Sài Gòn, bà hiểu không? Thế là chúng nó gọi là vập vào nhau yêu đương từ bao giờ mình cũng không hay biết. Nhưng chỉ đến khi một ngày mình vô tình lết tháng ra phố đi bộ, thấy chúng nó kèm theo hai con chó ngồi uống trà với uống nước vảnh dâu ở phố đi bộ cho con học đập đá, mình biết là chúng nó yêu nhau. Rồi đến khi chúng nó công khai yêu nhau là chúng nó đến đây ăn hàng tuần. Sau khi chúng nó yêu nhau thì mình đi ăn nhậu với mình. Và một tháng đánh nhau một lần là ít nhất. Và ít nhất là 3 lần đánh nhau ở góc bún đậu này, đúng chỗ này này. Tè lẹ mê bàn ghế cho tôi ra. Đi ra chỗ nhậu qua mà con vợ thì khoảng 100 cân, thằng chồng 55-60 cân. Mà ghen lắm. Chúng nó ghen lắm. Huy Tường ơi, có quang chuyển động từ lâu rồi. Nói chung là tôi cũng là một trong những nguyên nhân gieo rắc một số mối tình. Và khi chúng nó cãi nhau đau đầu, mệt sang lắm, cắt tay, cắt chân tự tử. Tôi mệt lắm. Chị đi solo, Phạm Thành, chị đi solo, mày là cái bàn có 3 con bánh mèo đấy đi. Chúng mày mời chị có 3 chai bia. À quên, mời chị có 5 ly rượu vodka, chán lắm. Đang chờ ăn mà vơi hết cả mỏ ra đây này. 11 rưỡi là làm một tô cơm khoai tây. Khoai tây cơm bò. Mà tự dưng nhìn bàn bên này người ta ăn nem không chịu nổi. Thề luôn đấy. Chị ăn rất là no nhưng mà chị nhìn cái đĩa nem đấy chị không chịu nổi, chị là phải ăn thôi. Em ăn 2 phần nem luôn. Ừ đúng rồi. Thế là mày bảo sao cái cân nặng của mày nó muốn giữ giống chị đấy. Trời ơi, mấy chị khách nhà tôi đến, chị Trang ơi làm sao chị gầy. Bà có bị nhầm lẫn giữa sự gầy với cả là béo bền vững không? Chị không ăn trưa em ạ, nhưng mà để chị dành bụng tối ra quán ăn gặp em. Một người ăn thì gần 156.000 thôi. Văn Công Khánh Trình ơi, người đàn ông đơn côi gọi taxi á? Em ơi, mày lấy cái dù lớn cho chị đi, cái ké ra đi, mày thấy em bé không, nắng thấy mấy cái dù. Mấy con đĩ này không đẻ được, nhưng mà mấy con đĩ này phải chịu khó mà chăm sóc chứ. Chẳng thế. Em bé nó nắng nó sốt. Không có em bé. Gửi xe cuối đường mình. Tâm Trương ơi, hôm qua chị đã tìm được cái đầm mày tặng chị. Hóa ra em gái chị tưởng ai cho từ thiện mang mẹ vào kho từ thiện. Cho ta cái giấy khăn ướt nào. Này hôm nay em ăn thử cái này đi mi. Nấu theo kiểu miền Bắc. Ta mua chụp bức hình cho chúng nó thèm chơi. Món này ngày xưa nấu nhưng mà vì không có người làm nên là chị nghỉ. Bây giờ chị lại làm. Thứ nhất nhá, thịt ba dọi là em phải chiên lên. Thịt ba dọi em chiên lên. Còn đậu ốc em luộc. Em luộc tái tái thôi. Xem khui ra lấy cái nước luộc. Sau đó là chuối em phải bóc ra, ngâm nước muối. Sau đó em xào chuối với nghệ. Em chiên ba dọi, sau đó em xào ba dọi là mắm tôm. Ướp để đó. Còn nước ốc đấy, ninh với nước xương. Em lấy cái nước sau em cho đậu hũ vào. Đu sấp cho mẻ vô. Sau đó em ấy đổ ba dọi vào. Sau đó khi nào gần ăn em cho ốc vào, cho chuối vào. Khi nào gần ăn cuối cùng em mới xào ốc thả vô. Mà hãm vậy đó. Cái món này mẹ chồng chị thích lắm.
Tuần trước tâm chưa ngại thế mà nó nhầm là làm từ thiện nên tao khổ quá này à. Tao lấy rồi nhưng tao chưa giặt. Đây là ốc om chuối đậu. Eo ơi Liên Ngọc ơi, mày hỏi chị một cái câu mà chị cảm thấy xúc phạm vô cùng. Một lần chị uống bia được 10 chai không? Một lần chị uống 10 chai thì chị đã không là nữ hoàng Bùi Viện đấy mày. Chị ra đấy như thế với em chị như phò không cộng ấy. Chị chạy từ bàn này sang bàn kia cả một cái quán đấy có 18 cái bàn thì quen cả 18. Thấy quán như em chưa? Tôi đã nói rồi. Chào Thi Thi. Hôm qua Thi Thi ba chai Thi Thi lết cái đít về rồi. Không, món nào ở Bắc Tây Nam cũng cầu kỳ. Miền Nam họ có mấy cái món xào me xào biết ngon lắm nè. Ba giọt phải chiên lên này, đó. Thấy chưa? Ít ít em ạ. Thề với em luôn. Đây là món sở trường của chị em ạ. Định gấp cả chỗ này nhưng mà chợt nhận ra rằng là bụng quá to. Em ạ. Quá to. Em ơi tính tiền chị đi. Duy ơi mày lại thèm rồi đúng không? Mày cho tao cái này vào đây nào. Em ơi cho chị gửi. Thì tao sẵn hết chỗ này. Ngồi đi xem nó ăn hết. Chị ăn thì không phải bàn. Vì con người chị là ăn. Không ăn chị chết. Chị có bán son mà son lì. Ăn thì ngon, không ăn chết. Không ăn đói chết chúng mày ạ. Có bún chả, có bún nem. Ở đây em có thấy giặt quần tử đâu rồi. Bye bye em. Chị ăn đây. Chị ăn xong thì đi mà. Duy Nguyễn ở kêu lên Bùi. Đúng rồi, mới ăn một tô cơm. Mới ăn một tô cơm. Một tô cơm to như này. Với gân heo, hầm, khoai tây. Con rể ở đâu ạ? Con rể tôi đây này. Con rể tôi đẹp trai chưa? Con rể tôi đây là một cặp của tôi. Con rể tôi đây. Đặt gạch rồi. Đặt tiền rồi. Con rể tôi. Con tên gì? Kem vơ không? Đứng rồi. Con tên gì? Con có đứng đây cho cô quay một phát này. Con đứng xa xa ra được đâu không? Đẹp trai chưa? Đó. Đẹp trai quá à. Đứng đây cô xem nào. Đó. Tôi đứng im, đứng im. Đấy, tạo dạng ơi. Tôi phải đẻm đứa con trai như này nha các má ơi. Đó. Trời. Trời ơi. Đấy mà người bảo nhóc cưng quá.
Tạo dáng, người ta là bệnh nghề nghiệp, tạo dáng chuẩn, con phải luôn luôn như vậy, mình sẽ trở thành một trai đẹp. Đó. Ai chụp hình đâu làm gì không? Nó hổ quá. Đổi dáng đi. Đổi kiểu. Đổi dáng nè. Đổi dáng. Đổi. Sai. Mọi người toàn comment yêu thế, chất chơi đó. Con rể thôi đó. Ngọc ngồi bao lâu? Mới được 9 tuổi chị. Bé này được 3 tuổi rưỡi này. Trời, úi giời. À. Chân kìa, đứng chân sửa chân kìa. Trời. Nhém chân đi. Mà tôi đã bảo rồi, tôi phải đẩy đứa con trai. Úi giời. Tôi phải đẩy đứa con trai đấy. Tôi đùa đâu. Đẩy đứa con trai nữa. Dễ thương không? Thằng nhóc gửi xe cuối đường ấy. Thằng nhóc mấy tuổi? 5 tuổi rồi. 4 tuổi. 4 tuổi à? 4 tuổi chân thẳng này á? À? Nó có like không? Nó có like không? Không. Bên dài con nghe người Việt. Nói to lên. Mày mấy tuổi? Hả? Hôm nay con mấy tuổi? À, rồi nói đi. Đúng rồi. 4 tuổi. Trải quá. Trời. Tóc quá đẹp luôn. Trời. Ôi, tôi đi chết đây với thằng này. Ôi, tôi đi chết đây. Tôi đi chết đây. Để ngay đứa con trai em được. Không thể nào chịu được nổi. Phải để một đứa con trai chị ạ. Đời này không được có một đứa con trai thật là buồn. Trai quá. Trời ơi, trời để ngay đứa con trai với con ạ. Để ngay đứa con trai, trời ơi. Phải để đứa con trai mới được. Trời ơi, con rể của cô, con rể của cô, con rể. Con rể đặt cạch rồi. Em kính không? Đâu rồi? Con đeo kính mà cho mọi người sợ đấy. Con đeo kính mà. Đúng rồi, nếu đi học nó sẽ dạn hơn. Và cái kỹ năng giao tiếp rồi chơi với các bạn nó dạn dĩ hơn. Phải cho con đeo có năng khiếu. Bác kính cho tôi chuẩn bị cho học lớp mà múa. Hát. Nhưng mà tôi nghĩ con kia nó hát dở giống tôi lắm. Tôi nghe cái giọng con kia nó hát này véo von nhưng mà tôi thấy như bé yêu kênh giống mẹ, mẹ yêu con giống bé. Trời ơi. Tôi cứ kính vậy. Trời ơi. Nhìn thằng bé này để có động lực đẻ một đứa con trai. Bà có hiểu không? Mà con trai phải mắc mí lẫn như này. Nó mới hút đàn bà. Trời ơi. Không mày. Mày thấy phó nhạc phó như trong Genie công lược không? Không, đúng rồi, con trai. Con trai mắc một mí. Không thấy chồng tôi đấy à? Mắt một mí lẫn đấy. Ừ lắm. Bé này tên là bé Ken. Con bé này nó cũng vẫn hiền quá. Trên giờ quậy á? Con bé này mắt đẹp này. Nãy con có chụp hình muốn đậu cho cô chưa? Có chụp hình muốn đậu cho cô chưa? Hai đứa chụp nguyên cái series muốn đậu. Con bé xinh ha. Lông mi của nó đẹp. Sao tóc có dài vậy nhỉ? Ôi dồi ôi, cắt tóc con tôi được vài sợi. Lê hê. Tôi gây được. Ôi.
Đó. Bây giờ tôi phải làm sao để đẻ thêm đứa con trai? Cô Hương đang trong livestream. Làm sao tôi đẻ đứa con trai? Cô giáo tiếng Anh á? À? À. Tôi phải ngồi ăn thì còn đi. Khổ ghê vậy đó. Nói chung tôi sẽ cố gắng. Cô có đi dép giống con thì con ạ. Cảm ơn. Bây giờ tôi làm sao để tôi có một đứa con trai? Người ta gọi là... Bye bye con. Kem Dung ơi, số điện thoại ở quán 0283 8377309. Có ghi sờ tay tút đó. Bye bye, bye bye con rể. Cưng quá. Cưng. Bye bye gia đình, đi cẩn thận. Tôi làm sao để tôi đẻ được con trai? Chị đã có kiến rồi, chị phải đẻ một con trai nữa. Bà em hiểu không? Mua que thử dụng chứng đúng 2 ngày và chiến đấu là con trai chăng nhé? Kem Dung ơi, có trên Foodi. Em có thể gọi qua Foodi nha. Em đặt qua Foodi cũng được. Ok Hương Thỏ. Đang bị nhiệt thế này, mấy hôm nhậu bị nhiệt trong mồm thế này. Tiếc của định bỏ 2 miếng chuối. Đến giờ ăn bún nem. Cho tôi bắt nước mắm em ạ. Đến giờ ăn bún nem, bún chả. Chu Chu ơi, Nhung ơi, Nhung gọi lên một phút đi. Bổ sung mấy món lên quán mình đi. Lại cái con mặt lồn kia. Chị ơi để tóc dài đi, chị địt mẹ mày cho mày ra đảo luôn. Mấy con mặt lồn mà cứ địt mẹ mày âm binh. Âm binh khí đụ. Bố mày thì để tóc ngắn, cứ vào comment để tóc dài thì đẹp hơn đẹp cái con cạc. Vô cùng ghét những con mặt lồn. Này, tôi phải ăn bún chả. Bún chả, bún nem. Bún nem. Cái tầm này người ta cắt tóc ngắn là vì người ta thích. Mấy mẹ có hay cái trò em thích chị thế này, em thích chị thế kia.
em đây này. Ăn tối gọi ăn. Cảm ơn Lê Ngọc. Ui dồi ôi, Trang ơi, dạo này không đóng phim gì nhỉ? Đóng cái gì? Dạo này bán bún rồi. Đóng phim không có tiền. Nguyễn Văn Việt ơi, hôm nào cái quán chị ăn bún nem đi. Tôi không ăn tôi chết. Duy Linh ơi, mày hạ từ trong kia sao ra cháy à? Lấy cái hô tô thố ra đốt đi. Đây này, bụng một rổ ấy này. Khen cho lắm vào đấy, cảm thấy tự tin. Khen cho lắm cảm thấy tự tin, ăn ngập mồm ngập mặt. Hôm nào đi đâu có bác bình trà giảm cân rồi. Đấy, hết đĩa nem rồi đấy. Bắt đầu đến bún chả. Kim Tươi ơi, quán chị mới có bún nem, bún chả, bún nóc om chứa đậu nhá. Vì sao tôi thích ăn lắm. Đời tôi chỉ ăn thôi, không ăn tôi chết. Ship vừa rồi nha. Này, có đốt vàng mã thì tránh xa cái xe máy ra. Không có nó lại nổ bung rời ra. Dặn anh hiểu không, không thừa mồm. Không bao giờ thừa đâu. Bọn này hay rơi nhịp lắm, em hiểu không? Nhiều khi lấy con này bật lửa nhòm bình xăng. Nà, mày đốt từ từ, mày rách hết cả mã ra thì làm sao mà các vong hồn người ta nhận được. Mày làm sao trong nhà có chuột đâu? Bọn này đang ăn nó hùn mẹ á chuột rồi. Phúc ơi, mày ra chợ giúp cái thằng điên kia đi, mẹ mà cấy mất rồi. Bên kia có chỗ gần nhà này không thấy. Đốt đúng rồi, đốt cửa nhà mình người ta hư giờ là hưởng được. Bọn này. Đúng rồi. Xé nhẹ nhẹ từng tờ từng tờ. Dạ thưa mẹ, Việt Nam anh hùng ra chửi rồi. Em chửi nữa rồi. Trong nhà làm gì có con chuột nào, có mỗi con gái già thôi mà nó hun luôn. Nhẹ nhàng thôi thưa mẹ, đốt má là phải tờ tờ. Vong hồn người ta thương người ta cho mày. Bây giờ mày lại ấy bây giờ. Mày lấy chúng tỷ phú giờ. Ở trong nhà có một con gái già mà đốt mã nó hút luôn mình. Ăn
một miếng, uống trà giảm cân một phát. Là tôi thông báo nha, quán có ốc om chuối đậu này, menu quán bún ốc chuối đậu, bún giả cầy, bún đậu mắm tôm, bún đậu đầy đủ, bún nem rán, bún chả, bún bò trộn, nem. Trời ơi, có anh trai đẹp kìa. Trời ơi, có anh trai đẹp vừa đi qua nhìn tôi, đéo nhìn quá được 3 giây. Tiên ơi, có bún chả nhá, có chả băm chả miếng. Anh Tây đấy, anh Lai Việt Kiều đấy, anh qua nhìn tôi không quá 3 giây. Có lẽ là hôm nay tôi nhan sắc hơi không được mặn mòi. Tôi buồn bản thân mình ghê gớm. Các bác ghé quán em nhá, thì ghé quán bún đậu cô khàn 102/26 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hạ cái mã ông địa xuống đi. Bún ốc mới nha, có ship quận 10 chị Hương Võ, gửi xe cuối đường đi em. Son đâu mà son, có đánh son đâu. Ăn hết rồi đây này. Tôi dùng mặt nạ ngủ môi. Ở đây có mặt nạ ngủ môi. Bán mặt nạ ngủ môi 395.000. Hàng ngày dùng mặt nạ ngủ môi, cái môi nó mới đẹp được. Đốt từ từ thôi, nó không khói. Mày có thấy 4 đại ca, 7 đại ca trong hẻm đang ngồi quán bà Mai chửi cho mà nghe không? Huỳnh Như ơi, chị mày ăn ngày đây mà em. Ôi dồi, đi đâu có trà giảm cân như này. Em mà không trà giảm cân em chết đi sống lại. Đời lúc nào có chai trà quanh người. Đó là lý do mà em ăn, nó chỉ đào thải ở chỗ em ăn ra thôi. Trà giảm cân bị cao huyết áp, em ăn trước một tí. Ôi không, em cứ đi rồi, em đừng run sợ, ngồi dưới cái này. Em có một quạt cho khách em. Em bị cao huyết áp uống bình thường. Chị Thanh Thủy Amway ơi, chị inbox cho em đi. Để năn nách về rồi nhé cả nhà. Trà để lại uống ngon nhưng mà chị ủ lắm. Huỳnh Ngân ơi, chị không ăn chị chết. Chị đảm bảo em, chị không ăn chị chết. Bổ tỳ tăng cân bên em 680.000. Trà mà uống nóng thì có tác dụng nhanh hơn. Em ăn ngày ăn đêm với các chị tưởng à? Sau sinh 3 tháng uống nước trà giảm cân. Em ship code toàn quốc nha, em không có đại lý ạ. Hoàng Thu Luyến ơi, em trai của em mập thì chắc chắn là em trai của em bị một trong những hiện tượng là mỡ trong máu và tiểu đường. Em nên mua trà thải độc giảm cân cho em uống.
Chị Tình Tâm ơi, đau dạ dày thì chị ăn sáng, ăn đi rồi uống trà giảm cân. Chị Hoàng Lan ơi, chị inbox cho em đi địa chỉ số điện thoại nhận hàng để em ship bổ tì. Đông Phương ơi, mày phi ngay ra tiệm bún đồng mày làm cái liều bổ tì đi, còn ngồi thế mà nhìn nữa, gầy như con mõ phải ăn bổ tì chứ sao. Bị mỡ nhiễm máu, những người bị mập thường thường này, huyết áp, mỡ động mạch, mỡ nhiễm máu, mỡ men gan cao, tiểu đường, huyết áp, sơ vữa động mạch là những người béo thường có chuyện có cái bệnh đó. Nên mọi người phải uống trà giống như tôi này. Ngày nào tôi không uống tôi chết. Không uống là tôi chết. Tôi chết vì tôi ăn quá nhiều. Ăn thì lắm, nhậu thì khỏe. Đây, bơ. Cuộc sống của tôi xung quanh chỉ là ăn nhậu. Chào Dương Chí Toàn mình ơi. Nghe Quân ơi. Chuyện gì Quân? Giày ơi, phải đi sửa móng thôi. Em đi sơn bộ móng gái. Một set trà giảm cân 1.200.000 một liệu trình. Đúng rồi, trà giảm cân mọi người uống được một ngày 2 lít nước thì đẹp lắm. Như chị Hằng Hùng Linh ấy kìa. Chị đấy mua trà bên mình rất là nhiều. Có những khách uống trà bên mình là 1 năm hơn rồi. Uống thay nước lọc, duy trì như tớ này. Một set trà giảm cân 3 hộp 1.200.000. Một hộp 40 gói, một ngày 4 gói. Pha ra làm 2 lít nước, cứ ngâm trong đấy thôi, pha khi nào nhạt nhòa vị trà thì mới bỏ cái bã trà đi. Dạ vâng chị Hoàng Lan. Bã trà mọi người có thể đắp với sữa chua, không đường. Nhung ơi, Nhung có chốt hàng trong Pay không mà cái chị nhờ Thảo đấy, các bạn là Nhung chưa chốt. Thôi để tao chốt rồi. Khổ lắm, các chị cứ giật đùng đùng ấy. Kem tan bơ bên chị một hộp dùng được khoảng 4 tháng đến 5 tháng. Ô Nhung ơi, cái chị Huệ Trần này Nhung, chị chốt trong Facebook của tao nữa mà. Trời ơi, em sợ các chị thật đấy. Đúng rồi Trần Thoa ơi, cái bột bên bổ tì nó hơi nhiều mà nó chưa thấm được mật ong ra ngoài đâu em ạ. À, ngày hôm nay nhiều công việc dã man luôn, làm từ sáng đến giờ luôn, muốn chết đi sống lại. Bao nhiêu đơn hàng? Thôi chết rồi, cái chị này chị chốt cả hai nơi rồi. Thank you.
thề luôn. Nguyễn Mỹ Linh ơi, bạn em dùng bổ tì được nhá. Thảo ơi, có cái chị Huệ Phạm ấy Thảo, ở Bắc Ninh, trong quét ấy, chị chuyển khoản cho con Nhung tiền tan mỡ với cái gì đó. Nhưng mà đúng rồi, mày xem cái pet vừa xong ấy, chuyển khoản 3 món. Nhưng chị đấy cũng nhắn tin lên Facebook của tao, đặt 3 món, mày gọi điện mày hỏi chị ý là như thế nào. Có nghĩa là trước sau của chị chỉ có một đơn thôi hay như thế nào? Hai cái đơn đi trang, cẩn thận có thành xích nhầm. Bổ tì bên chị 680.000 nha Mỹ Linh. Chán không? Tôi cũng có thể luôn từ các bạn này. Nói ra thì là bảo là khó khăn này. Đây. Chị này. Đây, đặt chốt ship code xong. Chốt ship code xong. Em có mệt chết được mấy cái bà này. Alo, em nghe chị Huệ. Không phải là có vấn đề gì, mà là cái chị chốt ở trong tin nhắn riêng của em là ok xong rồi. Xong chị lại vào cái fanpage chị chốt tiếp thì làm sao mà bọn em chuyển thành hai lần hàng à? Em hiểu, gọi để em xem em gái em nhận được khoản tiền của chị chưa? Bởi vì chị chỉ chốt một nơi thôi, một chốt một nơi thôi, có khi chị đã nhắn cho em rồi thì chị sẽ không nhắn vào cái fanpage đấy. Hoặc chị đã nhắn vào cái fanpage đấy là chị sẽ chỉ nhắn một chỗ thôi. Bởi vì không là em gái em nó sẽ chốt bên fanpage. Nó gửi luôn, và em chốt Facebook của em cũng gửi luôn, là tự dưng em thành hai lần hàng, là em bị ngược đi ngược về nha. Để em chốt em gái em là nó sẽ chỉ một đơn. Dạ vâng, em gái em nhận được rồi hay sao? Dạ. Không có nghĩa chị chỉ chọn chốt một nơi thôi, hoặc là chị chốt thẳng vào điện thoại của em cũng được cho nó dễ, chứ không chị nhắn nhiều nơi, bởi vì là vâng, vì fanpage của em là em gái em nó kiểm soát, đâm ra là nhiều khi nó không biết được cái Facebook của em đâu, chúng nó không được lục vào Facebook của em. Dạ. Nhung ơi, kiểm tra cho chị Huệ Phạm đấy. Chị Huệ Trần đấy Nhung ạ. Chuyển khoản cho Nhung 2610. Trà giảm cân là 1.200.000 một liệu trình. Không phải, các bạn mua hàng thông cảm dùng mình. Nhà mình ý, hai em gái của mình sẽ chốt fanpage. Khi nào mình rảnh mình cũng sẽ chốt fanpage đó. Nhưng mà các bạn đã chốt fanpage rồi hoặc chốt điện thoại rồi, chỉ chốt một chỗ, không chốt hai chỗ, không chốt ba chỗ, để tránh tình trạng là bị gửi quá nhiều đó. Đốt xong chưa? Đốt được cái này. Duyên Phạm ơi, quần ganh mục có loại 200.000, có loại 150.000 đó. Đúng không? Đồ bé gái này, đẹp chưa? Tôi mua mãi đẹp chưa? Đồ bé trai này. Nhà tôi trong nhà này có bao nhiêu con người, tôi mua đủ quần áo đó. Áo năm nay là có một mẫu áo mới nhá. Mẫu áo phông mới này đó. Áo phông đẹp chưa? Mã tôi mua là đẹp lắm đó. Giày dép quần áo váy vóc này. Sữa cho bé này đó. Ship cho bé này đó. Cũng chuẩn lắm. Đây là đồ cô gái nhá. Đồ cô gái đẹp lắm, áo đẹp lắm. Mua mã là đẹp lắm rồi, mua mã như các bác đi mua đâu. Tôi đi mua mã cũng vong linh để tôi mua đồ xịn không à. Tôi mặc đồ từ Việt Nam xuất khẩu rẻ rẻ không à, nhưng mà tôi mua cho người ta là đẹp xịn. Tôi đi đây, sửa móng đây. Sửa móng tay đây kinh quá. Thề luôn, chỗ sửa móng tay chuyên ra để cho móng mình dài. Đi đây.